nó ngủ dậy và nó hơ cốc gạo. Cái cốc mà khi mà họ bón cái nồi cơm điện á, nó có kèm theo trong cái nồi cơm điện là một cái cốc nhựa với lại một cái giỏ bát cơm kìa, cái giỏ bát cơm với lại cái giỏ múc canh. Thì đó, mình dùng cái cốc đó để mình đang gạo mình nấu cơm hàng ngày luôn. Thì sáng dậy là mình đã nấu cốc như vậy rồi, mình luộc cơm hộp cho chồng đem đi luộc, còn lại chừng này cơm đây. Bây giờ mình sẽ ăn nhé, vì sáng giờ ngủ dậy chưa ăn gì. Mình sẽ ăn cùng với đậu gợi xào và cánh gà nhé. Những cái đồ này là lúc sáng mình nấu cho chồng mình đem đi đi lồng, còn bây giờ mình ăn luôn. Mời mọi người ăn cùng mình nhé. Bây giờ là cũng hơi giờ chiều rồi, không biết ăn sáng hay ăn trưa hay ăn chiều đây nữa. Nói chung là đói bụng giờ nào thì ăn giờ đấy, vì ngủ dậy trễ mà. Do tối hôm qua là chồng đi lồng về trễ, hơi giờ sáng mới về, rồi ăn cơm tám nữa rửa chén này nọ tới 4 giờ sáng mới ngủ, cho nên sáng hôm nay dậy hơi trễ nhé. 11 giờ mình mới dậy, sau đó là mình mới đi nấu cơm này, rồi giờ phải đông cánh gà ra để luộc cơm hộp cho chồng đem đi luộc. Chồng đi luộc rồi thì mình mới ăn đây, đói bụng. Xuyên luộc cơm hộp á, lúc tối ông chồng đi làm về trễ cái xin lỗi, tại vì về trễ nghỉ vợ giờ đói bụng, rồi cái bảo là sáng nào ta đi làm 3 giờ chiều có thể làm cho ta hộp cơm hộp mong đi làm không, nấu cơm rồi cho ăn với muối cũng được, không cần phải đồ ăn nhiều, thấy tội không? Mà nghĩ ra ông nói vậy thôi chứ nghĩ ra mình cho ông ăn cơm với muối, bất giỡn hả? Ông sợ mình cực làm phiền cho nên ông bảo như vậy đó. Ông bảo là nấu cơm rang rồi rác vào một tí muối vậy là được rồi, không có đòi hỏi. Mình nỡ lòng nào lại đi lồn như đứa với chồng mình, vì nếu như mà sức khỏe ông không tốt thì mình cũng là người cực khổ lo cho ông chứ. Cho nên là nấu ăn uống để đảm bảo sức khỏe cho ông, để tránh bệnh tật đau ốm như vậy là chắc chắn. Cái này mình mua chiều hôm qua 12 đô hơi ký, rồi tối rồi mình xào 1/3, sáng nay mình xào 1/3 cho chồng đem cơm, và còn lại này mình ăn đây, còn lại trong tủ 1 phần nữa chắc sáng mơ mình sẽ lục rồi mình xào cho chồng mẹ ăn luôn. Nói chung là cũng tiết kiệm được trong cái mùa mà giãn cách kìa, Hồng Kông đóng cửa, mua 1 ký là đã 15 đô rồi, còn bữa nay là mua 2 ký là chỉ có 12 đô, cho nên là ăn rau thỏa mới. Chứ trong cái mùa giãn cách là không dám đi chợ luôn, không dám mua rau luôn, tại vì rau nó đắt hơn thịt có luôn á, có tiền có mua được nhé. Bây giờ thì bình thường trở lại rồi cho nên là ăn rau thỏa mới vô tư. Thì gò này mình chiên mình chỉ cho muối thôi, với lại sake vô mình chiên á. Ui, nên bây giờ nó hơi mặn nha, chắc là cho muối quá tài, không có ướp mì chính bột ngọt đâu, chỉ muối với lại sake thôi á, và một chút gừng để nó khử tanh thịt gà rồi mình đem đi chiên. Nhưng mà giờ nó hơi mặn nhé, kệ mặn như vậy chồng mình không ăn có cơm cũng được. Cỡ thì vừa ăn tạm được mọi người nhé, mình ăn cơm đây.